Xin chào các bác anh chị, chúc các bác anh chị buổi sáng tràn đầy niềm vui. Xin mời các bác trở lại cái video tiếp theo trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn ở trong cái ngày buổi sáng sớm ngày hôm nay. Bây giờ mới 6 giờ sáng thôi, sáng ngày 16 tháng 5 âm lịch và lịch dương là 14 tháng 6 2022. Thì em đang có mặt tại cổng làng Áp, xã Tân Quang đây. Thời tiết thì nó vẫn đang mưa, đêm ngày hôm qua mưa và hiện tại giờ cơn mưa, cơn mây vẫn còn rất nhiều. Khả năng mưa cao đấy, thì giá vải thế nào, các cửa cân cân ra sao và cái lượng mua, sức mua ra sao thì các bác, anh chị cùng tham khảo và mời các bác ủng hộ vải thiều Lục Ngạn, vải sạch, đặc sản tuyệt vời của bà con Lục Ngạn các bác anh chị nhé. Khi xem video thì các bác thấy bổ ích, giá trị và ý nghĩa thì cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Đặc biệt là những các bác mà xem video lần đầu thì các bác cũng không quên đăng ký kênh nhé các bác nhé. Thì em xin cảm ơn các anh chị và xin mời các bác sẽ đi vào cái nội dung của clip ngày hôm nay. Xin mời các bác. Đây bây giờ u hồng đến thời điểm này thì vẫn còn nhé, nhưng mà cơ bản là thanh hà chín nhiều. Của chị được trả bao nhiêu rồi chị? Trả 5 con ơi. À vâng, thế được bao nhiêu hả cô? Trả 15 thôi. 15 à? Ở dưới kia đang trả 15 ạ. Và vải thanh hà chín mã nó rất là tươi, đặc biệt là có nước này này, rất là tươi luôn. À, mình nên mua cao nhất bao nhiêu anh? 40 anh ạ. 40 hay mấy cân anh? 40 mấy cân? 40.000 một cân. 40.000 một cân á? Ô thế à? 40.000 mấy cân thì chết rồi, nặng em ạ. Vài thương hiệu lớn. Ừ. Đấy, thử ra vào ông này ông không trả được 40.000 một cân thì em nói đùa anh đâu mà. Ừ. Đấy. Cao nhất bao nhiêu anh nhỉ? 30. Chắc 30 đúng không? Ừ. Ờ. Ừ. Dạ. Vài đẹp cân 35 rồi. Vài đẹp 35 gì? Và vâng. Tại vì là cái bác chủ cân hoặc là cái ông cửu đấy, ông ấy bảo là vải 40 một cân mà lấy đâu ra có, nhà vậy thì mình cũng biết ngay cái mức độ giá như vậy. Nhà mình cân dưới kim. Cân ở dưới kim lên anh. À vâng. Ở phía dưới cổng phì thì cũng có vài cửa cân các bác nhé, nhưng mà người ta cân hàng cũng không được đẹp lắm. Hàng cũng khoảng 20 quay đầu thôi. Bởi vì cái giá thì cũng biết là cập nhật là tại đây là đẹp đỉnh như là 35 nhé, nhưng chắc là cũng ít và hiếm. Đó thôi, thôi mà các bác lên phía trên nhé. Thế nên là cũng không thể là nói giá cao đến khoảng 40.000 một cân bây giờ hiện tại đến hôm nay được các bác ạ. Cách đây năm 2017 nhé các bác nhé, 2017 và 2019. Hai năm đó thì vải thanh hà này hoặc là vải tàu lai này có giá đến 80-85.000 một cân. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ thì không được, năm nay thì không được nhé. Nên là nói giá như thế nào để làm sao nó đúng giá. Và hôm nay mua bao nhiêu ở gì? Vẫn hôm qua 30. Và đây xem cái hàng này của ông anh được trả bao nhiêu rồi? 20 à? Giá 20k. Đây, u hồng này. Thanh hà của anh em được bao nhiêu? Dạ là 20 anh. Đâu anh thử xem vé nào. Đấy, vé hàng 20. Ok, 20.000 một cân. Thanh hà chín đầu vụ. Đầu vụ luôn. Đấy, còn đây có cả u hồng nữa này. Có mấy mức u hồng bây giờ là trả bao nhiêu đây? Đó. Có anh được bao nhiêu đây? 20 à? Hàng này chắc là hàng chung chung nhỉ? Cân vào hàng này chỉ hàng cửa chung chung thôi. Giá vẫn chưa phải gia đình. Còn những cái cửa đỉnh như nhà sửu viện trong này thì vừa hỏi cũng là giá 35.000 quay đầu các bác nhé, trên dưới 30.000.
Ở đây thì rất nhiều cửa cân luôn các bạn, tổng làng áp. Hai chục không bán này. Hai mươi không bán. Và 18 có bán không? Các cửa cân trên này thì cân rất nhiều luôn rồi. Đến ngày hôm nay tại ngã ba làng áp các bác anh chị nhé, toàn cửa cân to thôi. Đấy, cũng có cửa rồi. Chưa nhìn thấy sọt đẹp nào để giới thiệu các bác. Em thử nhìn xem, em thử nhìn giá xem. 20.000 Họ hàng vào phía trong này đấy, 20.000 một cân. Bao nhiêu anh Chiến rồi? Hàng đỏ ghê không Hương? 32 bán mang vào. 32 nhưng không bán đấy. Đây Nhưng nè. Đây xem nào. Đâu không em? Bỏ vào ta đây xem vé giá đây để cho xem giá giải 33 của thầy Hưng xem thế nào. Rất đẹp đấy. 33k. Bè sáng này à? Quả vải đẹp thì vẫn là cân đến 35.000. Đấy, cân ở phía trong này. Như vậy không khí buổi sáng cân ở đây thì cũng rất là cấp tập luôn nhé. Giá cũng rất là đỉnh đấy. À, đẹp cân đâu? Chưa cân đó. À rồi, đấy thì bây giờ mời các bác sẽ lên phía trên nhé. Lên phía đó, lên phía trên kia đó là Mai Tô, rồi Mai Tô Phì Điền, rồi cầu Chét Phì Điền, lên dọc theo cái tuyến quốc lộ 31 này nữa nhé. Xin mời các bác anh chị hãy cùng tham khảo tiếp ở những cái điểm cân hoặc là những cái không khí bán vải ở phía trên nhé. Bây giờ em đang có mặt là tại ngã ba cầu Chét các bác anh chị nhé, ngã ba cầu Chét hoặc là ngã ba Đồng Cốc đây. Thì vừa lên đến đây qua nhà Hải Luyến và nhà Năng Đào thì hai nhà cân hàng đẹp hôm nay đều nghỉ hết các bác ạ. Đến ngày hôm qua thì nhà Hải Luyến nghỉ, đến hôm nay cũng vẫn vậy, và hôm nay nhà Năng Đào cũng nghỉ luôn các bác nhé. Đấy, hai nhà cân thì nhà kia đấy, ngay ở phía dưới sau cái ô tô này. Đấy, bây giờ hiện tại ở ngã ba Đồng Cốc là có hiện tượng tắc đường rồi, vải ra vải chín của bà con cũng tương đối là nhiều. Vậy thì sức mua và giá ở trên này ra sao thì mời các bác cùng lên nhé. Đây những cái hàng xe cóc này. Hàng này thì bao nhiêu hả em? Hàng này bao nhiêu? Này 13 đấy. 13k. À, nó chưa được chín lên mã nhỉ? Cảm giác cây yếu, chạy cây, chạy. Bẻ để chung là nó chết cây. Bẻ chạy cây đúng không? Đúng rồi. Cây Thanh Hà 13.000 một cân. U hồng u trứng này. Cái hàng này là những hàng để đi xe chợ ở các tỉnh miền Bắc.
lại liên quan đến trời mưa, lại liên quan đến trời mưa để trừ cân này nhỉ. Và quanh giá được bao nhiêu đấy? 20 à? Và đấy thì một cái vấn đề mà gọi là luật bất thành văn của bà con Lục Ngạn bán vải là trừ cân, thì trong đó trời mưa này là bị trừ nặng hơn, trừ nhiều hơn. Ví dụ trước đây là một tạ trừ 5 cân ngày thường, như hôm nay không biết là một tạ trừ mấy cân đây. Của chú được bao nhiêu chú? 20 à? Vâng, vậy chính là hàng này hàng đồng giá rồi. 20k. Vâng. Vâng, đúng rồi, hôm mấy hôm trước thì có thể cao hơn đúng không? Hôm nay thì giá 20k. Đấy, các bác ấy đang thắc mắc là xem là vậy thì một tạ là lùi mấy cân đây? Lùi là trừ không, ví dụ cân lên một tạ thì chỉ còn ghi còn 95 cân thôi. Đấy, chưa nói là trừ bì, trừ soạt. Hàng cân được rất nhiều luôn đấy. Cân cái đống này đã được hàng vài tấn rồi. Đó. Bây giờ lên phía trên để xem là các bác cái lùi mấy cân nhé. Đấy, bởi vì cái mức độ mà trời mưa ướt này thì việc lùi cân sẽ bị nhiều hơn đấy. Vải u hồng cũng rất là nhiều. Anh em bán ra, anh em bán xong một tạ vừa đấy trừ bao cân? Tạ trừ 5 cân. À vẫn 5 cân à? Đúng không? Đấy. Cái vấn đề trời mưa có thể trừ và ít nhiều là do từng cửa cân một nữa. Đặc biệt là hôm nào vải ắng thì cái việc mà trừ còn nhiều hơn. Giá của anh thì bao nhiêu đấy? 26k. 26.000 một cân. Hàng đẹp nhỉ? Giọt này đẹp. Giọt này của anh à? Của anh được bao nhiêu? 32 à? Giọt đẹp nhìn nó khác ngay. Nhìn như hoa hậu ấy. 32.000 một cân. Đấy, con này của bác cũng đẹp đấy. Của anh được bao mấy? 30 thôi. 30 à? Vâng. Vải 30 quả nó tròn, nó nhẵn và nó đỏ rất là đẹp luôn. Đây là xe bo để tăng bo về đóng nhé. Rất đẹp, hàng đỉnh nhất này. Đấy. Những cái hàng, nói chung là người ta mua hàng đẹp thì giá bao giờ cũng rất cao các bác ạ. Đấy. Hàng này của anh được bao nhiêu? 26k. Và 26.000 một cân. Mua hàng cao nhất bao nhiêu của anh Hạnh? Anh mua cao 32.000. 32.33 quay đầu. Và hàng đóng tức là hàng chung từ 32 quay đầu đến hai mấy, trên dưới 30.000, gọi sát sát như vậy. Đây còn đây, cái vải dụng này là để bán được hết đấy. Vải dụng cũng bán các bác nhé, cũng đi xe công hết. Những cái hàng như thế này thì họ sẽ bán sẽ vất vả hơn này các bác này. Thì quả nó xấu, nó không được đỏ, nó không được tròn. Cứ quả mã đẹp, mã đỏ, quả to, tròn thì giá cao, dễ bán các bác ạ. Đó.
26.000. Em để nhìn về 26.000 một cân. Cái quả nó chưa được đỏ thôi, chứ nếu đỏ của anh là mã nó phải trên 30. Quả to. Ê, như vậy thì cũng hỏi qua một vài bác ấy thì trừ thì vẫn 5 cân thôi chứ không trừ nhiều. Bao nhiêu hàng này chị? 14. Tiến mua đâu? À thế à? Hàng đâu? Xe ở đâu? 14k U Hồng à? U Hồng thì giá giờ nó không cao nữa rồi. À, phía trên này có hiện tượng tắc đường này các bác này. Hàng này bao nhiêu anh? 13. 13 á? Bao nhiêu anh? À bao nhiêu anh? Hàng đẹp đẹp ghê. Ở dưới được trả bao nhiêu rồi anh nhá? À mà cái này thì nếu cái này mà cắt hết lá mới cả các thứ. Vâng, để với cả dâu, lá dâu và một số cuộn nên là đẹp. 13.000 ạ. À mà. Hàng U Hồng. Ở trên được trả bao nhiêu anh? Hàng này 13.000 à? Anh mà ngặt bớt lá đi. Anh ngặt bớt lá với cả cuộn nó đẹp đẹp đi, làm đẹp đi. Vải của anh này, cắt bớt dâu đi nữa này. Đấy thì cứ như của mình trang điểm ấy. Cắt cái đen đen này đi. Làm vội để đi à? Thì của anh sẽ nhìn nó đẹp hơn đấy. Tức là bán vải này người ta nhìn cái hàng mặt mà. Nên mình chỉ cần ở trên phía trên anh chỉ cần cắt qua đi cái. Tóm lại là mình trang điểm lại thôi. Vải của anh sẽ có giá hơn. Vâng. Đấy, tóm lại là giống như kiểu mình đi bán hay là đi gì nhìn cái con hoặc là người ấy nhìn khuôn mặt đúng không nhỉ, xếp lên rồi mình cắt bớt những cái dâu này đi các bác này. Đấy, vặt bớt quả kẹ, bỏ lá, bỏ cuộn ngắn đi thì vải nó sẽ nhìn đẹp hơn và giá sẽ có lên được 1-2 nghìn ngay các bác ạ. Không khí mua bán vải trên này rất là cấp tập rồi. Giá U Hồng thì rẻ, nói chung là đang nó tầm khi mà thanh hà chín ra thì U Hồng bán sẽ rẻ đi và cái giá dao động có 10 mấy nghìn này các bác, 13-14 nghìn. Hàng này hàng đẹp đấy. Vải cho lúc. Đâu, em xem giá nào. Đâu, em xem giá nào. Nhà nào rồi? Hả? Nhà lên béo thì lọ. Ba mươi nghìn. Đấy, mặc cả lên cái là từ 28 được lên 30 ngay. Một tạ được 200.000 ngay. Phía trên này vải của bà con xuống còn rất là nhiều, xe công xe bo nhiều luôn đấy. Đương nhiên là vải nào thì ra đó, tiền nào thì của ấy các bác ạ. Quả vải 30.000 nó khác hơn so với quả vải 25.000, bởi vì người mua người bán vải này thì cũng rất là tinh mắt trả giá. Ở phía trên kia thì còn một tắc nữa con này. Đấy, trên này.
Vừa bán, anh em vừa bán xong một tạ chừng mấy cân hôm nay trời mưa ấy? Hôm nay trời mưa một tạ chừng mấy cân? 7-8 cân à? Trừ nhiều đấy nhỉ. Trời có nhà thì trừ 5 cân nhưng có nhà trời mưa thì trừ 7-8 cân này. Ờ, anh em bán vừa một tạ trừ mấy cân trời mưa này? 7 cân à? Ờ. Đấy, trời mưa cái là trừ mưa là trừ nhiều lên đấy. Một tạ lùi 7 cân, 8 cân tùy từng nhà. Do thời tiết mưa gió. Cái trừ cân này thì thực sự là rất nhiều các bác, bà con và mọi người đều bức xúc cả. Nhưng mà nó là cái luật bất thành văn rồi. Trừ 7 cân cũng vẫn phải bán. Đòi trừ 5 cân thì trời mưa này người ta không nghe. Có nhà nói thế thôi chứ chắc là đều trừ cao lên cả các bác ạ. Đều lùi lên. Dự thổ 2 tạ là mất ngay 14 cân. 14 cân mà giá 30 các bác nhân lên xem là giá được mất bao tiền ạ. Đó. Kể cả báo chí rồi các cơ quan ủy ban rồi nói là trừ cân lùi cân thì điện, nhưng thực ra cũng rất là khó giải quyết các bạn ạ. Nó giống như một cái thỏa thuận ấy, một cái thỏa thuận mà người thiệt và thuộc về bà con ấy, nên là không bán thì không được, mà đâu cửa nào cũng thế, chỗ nào cũng như vậy thì bà con bắt buộc phải bán thôi, tức là bà con anh em chúng em bán vải như vậy. Mình ở cửa dưới lùi cân, trời mưa lùi nhiều hơn. Vẫn chưa bán à anh? Chưa. Có anh còn nhiều u hồng không? Còn hôm nay hết. Hôm nay hết à? À vâng. Anh ở Văn Ngoài à? Ở được mấy tấn? Được 5 tấn. 5 tấn à? Vâng, thế là 5 tấn u hồng là đất là rất rộng rồi đấy. Thế còn vải ngọt với vải Thanh Hà thì dự kiến khoảng bao tấn? 15 tấn. 15 tấn à? Vâng, thế thì tổng vườn của anh chắc cũng phải hơn 20 tấn à? À vâng. Anh được 5 tấn u hồng này. 5 tấn u hồng này còn vải ngọt với các thứ là khoảng 15 tấn nữa. Vải ngọt với Thanh Hà. Bán xong cái này. Bán xong cái này là Thanh Hà chín rồi đấy nhỉ. Mai vải như anh bẻ Thanh Hà chưa? Vâng. Vâng. Thế này thì anh phải thuê mấy người bẻ chứ phải không? Thuê 3 người, nhà có 3 người. Nhà 3 người, thuê 3 người là 6 người. Nhưng đợt tới mà vải chính vụ anh phải thuê thêm chứ phải không? Vâng. 13 không bán này đang chờ. U hồng khi mà Thanh Hà ra thì nó rẻ hơn. Không bị ngộ à? Phải dùng cho cân đi, cho đi cân phải gì đâu? Cả mẹ mà chú có một đỡ bị ăn cấm à? Để mẹ mới tăng xuống. Đây. Đấy, trả giá không còn hoài là nóng máy ngay. Đấy, các bác, nhiều bác hỏi có vải 7-8 nghìn không? Không có đâu, nên đang trả 6 nghìn là các bác muốn nổi sung lên rồi. Vải dụng bán 7 nghìn, vải cuống lại đi bán 6 nghìn à. Đấy thì có lẽ là... thứ nhất là ở tổng kết là những cái cửa cân hàng đẹp như nhà Năng Đào, nhà Hải Luyến và một vài cửa em đi dọc đây thì cái lượng mở cân lại là vẫn chưa có nhá, chưa cân lại được. Vì có chắc chắn là cái đầu ra và cái việc mà ở bên đầu xuất thì có lẽ là cũng vẫn chưa ổn. Thế thì bây giờ còn lại là hàng đi chợ và một số hàng người ta vẫn đi Trung Quốc bình thường. Thế nhưng mà cái lượng bà con bán ra sẽ đông hơn thì hy vọng là một vài ngày tới thì việc mà tiêu thụ sẽ ổn định và đặc biệt là cái việc mà xuất sang Trung Quốc sẽ gặp thuận lợi nhé. Bởi vì em nghĩ là các cơ quan nhà nước cũng sẽ vào cuộc cũng như là làm mọi cách để giải quyết những cái khâu đầu ra này. Đặc biệt là khi vải thiều chính vụ chín với cả vải Thanh Hà này chuẩn bị chính vụ nhé. Thì cái lượng tiêu thụ một ngày nó hàng vài nghìn tấn các bác ạ.
Hiện tại bây giờ một vải u hồng một ngày khoảng tầm 1.500 tấn thôi. Nhưng mà vải Thanh Hà và vải thiều chính vụ một ngày phải vài nghìn tấn. Bởi vì cả vụ nó sẽ rơi vào tầm khoảng 200.000 tấn, lượng nó rất là nhiều. Nên là sẽ tìm mọi cái đầu ra ở trong nước xuất khẩu cũng như là tiêu thụ ở các cơ quan đoàn thể có mạng như vậy. Thì hy vọng là thời gian tới sẽ cái việc mà tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn, để bà con bán sẽ giá cao hơn, ổn định hơn nhé. Thế thì như hôm nay thì nhiều cửa cân vẫn chưa cân trở lại. Thứ hai là cái giá vải đất thì vẫn trên gọi là 35.000 quay đầu ấy. Từ đầu video các bác đã thấy nhỉ, 33-35. Đấy, còn thứ hai là thấp hơn thì là trên dưới 20 Thanh Hà. U hồng thì ở mức là dưới 15-17.000 thôi. Hàng không được cao lắm. Đấy thì trong buổi sáng trời mưa ngày hôm nay thì gửi đến các bác anh chị một chút cái không khí cũng như là giá bán vải tại ngã ba Cầu Chét, ngã ba Áp Tân Quang để các bác anh chị em cùng tham khảo. Và đặc biệt là các bác có những comment hoặc có những cái lên án để cái việc mà hạn chế cái việc mà trừ lùi cân nhé. Đặc biệt trời mưa lùi cân này thì bà con và bản thân anh em chúng em và bà con nông dân sẽ thiệt hại rất là nhiều. Một tạ là trừ 7-8 cân. Đấy, còn ngày thường là trừ 5 cân nhưng mưa này sẽ trừ nhiều hơn là như vậy. Thì em cũng xin cảm ơn các bác anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các bác anh chị ở các clip tiếp theo. Tăng này bao nhiêu Chính ơi? 28 à? Cân cao nhất bao nhiêu? 30 quay đầu à? Đấy, nhà thằng bạn thì cân gọi là 30 quay đầu là như thế đấy. Thế thì em cũng xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bác. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các clip tiếp theo.